Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 24 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thăm lễ hội hoa Xuân Quan. Thành phố Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Giáo họ Khê Than, xã Hạ Lễ đồng thuận với công tác giải phóng mặt bằng. Bí Hào sáp nhập 6 trường tiểu học và trung học cơ sở. Quản lý chăm sóc người mắc bệnh tâm thần tại cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm lễ hội hoa Xuân Quan. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Tới thăm lễ hội hoa Xuân Quan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều loài hoa, cây cảnh có giá trị được nông dân nơi đây trồng chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự cần mẫn, khéo léo của nông dân làng hoa và cho rằng làng hoa Xuân Quan là một điểm đến hấp dẫn của du khách. Đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của địa phương, đồng chí Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, chính quyền địa phương cần tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với công nghệ cao, phối hợp giải quyết đầu ra, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng cường liên kết tạo chuỗi sản xuất, giúp thúc đẩy sự phát triển chung của các mô hình sản xuất để làng hoa Xuân Quan ngày càng phát triển bền vững. Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định về việc điều động bổ nhiệm đối với 8 lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trong đó điều động trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, môi trường, giữ chức vụ trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trưởng phòng tham mưu, giữ chức vụ trưởng phòng an ninh nội địa, trưởng công an thành phố Hưng Yên, giữ chức trưởng phòng tham mưu, trưởng công an huyện Tiên Lữ, giữ chức trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, trưởng phòng hậu cần giữ chức vụ trưởng công an thành phố Hưng Yên, trưởng phòng cảnh sát giao thông giữ chức vụ trưởng công an huyện Tiên Lữ, điều động và bổ nhiệm phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường giữ chức vụ trưởng phòng hậu cần, điều động bổ nhiệm phó trưởng công an huyện Khoái Châu giữ chức vụ trưởng phòng cảnh sát giao thông. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, cũng như tiến độ triển khai các dự án. Liên huyện Ân Thi đang chỉ đạo các ban ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo thời gian thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Năm 2023, huyện Ân Thi tập trung giải phóng mặt bằng 40 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án chuyển tiếp từ năm 2022. Tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 125 ha. Đến nay, đã thu hồi được hơn 40 ha. Trong đó có nhiều dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng như dự án cải tạo, nâng cấp trục đường chính xã Hoàng Hoa Thám, nâng cấp đường ra đồng phục vụ sản xuất thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi. Một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý cùng một thời điểm nhưng triển khai nhiều dự án, huyện Ân Thi áp dụng đúng các quy định của nhà nước, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân nên việc giải phóng mặt bằng hầu hết được nhân dân đồng thuận ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Hưng Yên thực hiện 22 công trình trọng điểm, trong đó có 16 công trình dự án giao thông, 5 khu đấu giá quyền sử dụng đất và 1 dự án khu tín ngưỡng mở rộng văn miếu Xích Đằng. Quy mô các dự án thu hồi hơn 91 ha đất với trên 4.400 hộ ảnh hưởng. Thời gian qua, thành phố đã tập trung quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể để tạo mặt bằng triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn. Mặc dù chưa nhận được tiền đền bù hỗ trợ, song tranh thủ những ngày cuối năm này, gia đình bà Anh ở thôn Phương Thông, xã Phương Triều vẫn tất bật chuẩn bị cho công việc di rời 5 ngôi mộ của người thân trong gia đình, nhường lại mặt bằng cho dự án xây dựng đường bên tiếp giáp tuyến đường bộ nối hai cao tốc qua địa bàn thành phố. Các cụ đã mối yên mà đẹp rồi, tôi không muốn chuyển, nhưng mà thôi, công lệnh của nhà nước là tôi sẽ chấp nhận. Hôm nay, hơn 100 hộ dân ở xã Trung Nghĩa ra nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng khu dân cư mới Tính Linh, xã Trung Nghĩa, giai đoạn 2. Do đã được thông tin và hiểu về ý nghĩa của dự án, hầu hết các hộ dân đều phấn khởi nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Trong một ngày, Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên đã chi trả được hơn 20 trên tổng số 22 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng.
Đảng bộ cũng như là các cấp chính quyền bên trên mà xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để cho xã như vậy là Trung Nghĩa càng ngày càng giàu đẹp hơn thì tôi thấy tất cả mọi người đều nô nức phấn khởi. Kết quả đó có được xuất phát từ việc các phòng ban chức năng và địa phương đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời hướng thông tin các dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để nhân dân nắm được và thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc gây khó khăn cho việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chủ sở hữu đất. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất giải pháp khả thi, điều chỉnh, đính chính các trường hợp sai lệch, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong năm 2023, xã Liên Phương có 4 dự án, tổng số như vậy là các cái hộ gia đình có đất nông nghiệp và đất ở trên địa bàn thì trên 1.000 hộ. Thì đến nay như vậy là còn vướng mắc có 2 hộ thì đang cùng phối hợp với Tổng Tài nguyên Môi trường, các cơ quan chuyên môn của thành phố và tỉnh đang tìm cách thao gỡ và hỗ trợ. Chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu giải phóng mặt bằng cơ bản đến 99% rồi. Sang năm 2024 thì sau khi Ủy ban tỉnh mà phê duyệt cái kế hoạch sử dụng đất 2024 thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tập trung quyết liệt tham mưu trong cái công tác giải phóng mặt bằng để sớm đẩy nhanh cái tiến độ những cái dự án còn lại và những dự án mới. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng có vai trò quyết định tới việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố phát triển. Với nhiều hộ gia đình tại giáo họ Khê Than, thôn 5, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, không khí Giáng sinh năm nay vui mừng và nhộn nhịp hơn. Bởi mới đây, họ đã nhận được tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan. Trong tương lai gần, một con đường đẹp, thông thương sẽ đi qua, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Gia đình bà Bảy, giáo dân họ Đạo Khê Than có hơn 3 sào đất thổ cư, 4 sào đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan. Toàn bộ 2 ngôi nhà của gia đình, các công trình phụ cùng nhiều hoa màu, cây ăn quả sẽ bị phá bỏ, nhưng ông bà và con cháu đều nhất trí đồng thuận với chủ trương thu hồi đất. Có con đường lớn này sẽ mở các khu công nghiệp ở đây, thì đời con đời cháu mình không phải lao động như chúng tôi từ trước đến giờ. Chúng tôi rất phấn khởi. Khi thực hiện dự án đường Tân Phúc Võng Phan, có 14 hộ gia đình công giáo có đất ở bị thu hồi, hơn 20 gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. Trong đó có nhiều hộ có cả đất ở và đất nông nghiệp. Khi nắm được thông tin, khu tái định cư được bố trí gần nhà thờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt tôn giáo. Giáo dân họ Đạo Khê Than đều nhất trí đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng. Mình là người dân thì mình phải chấp hành đường lối chính sách của Đảng nghiêm để cho đường mở nó thuận tiện mọi phương tiện, mọi người dân đều có hưởng lợi. Đặc thù của thôn năm chúng tôi là có hai bên lương và giáo. Nhưng mọi cái chỉ thị, nghị quyết, các cái quy định của địa phương ấy thì khi triển khai thì bà con bên công giáo, bên lương là đều có một cái sự đoàn kết và thống nhất, nhất trí rất cao. Ngay trước lễ Giáng sinh, bà con công giáo ở Hạ Lễ đã nhận được tiền hỗ trợ bồi thường thu hồi đất phục vụ dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Nhiều người cho biết sẽ dành số tiền này để xây dựng nhà mới khi ra khu tái định cư và làm vốn để phát triển kinh tế. Sớm nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ cũng khiến cho các gia đình giáo dân thêm tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương chính sách, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, đến thời điểm này, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của địa phương là 300 triệu đồng. Đó là công ty cổ phần tập đoàn Merap ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Đây là doanh nghiệp sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Nhờ có kết quả kinh doanh ổn định, công ty đã quyết định dự kiến thưởng cho người lao động ở mức cao nhất là 300 triệu đồng. Một số vị trí việc làm còn lại sẽ có mức thưởng Tết khá. Ngoài ra, một số công ty trong khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh cũng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao. Như công ty trách nhiệm hữu hạn Ochai Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Quasumbung Medical Việt Nam còn có mức thưởng 50 triệu đồng một lao động. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh đô miền Bắc tại phường Vân Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào công bố dự kiến thưởng Tết dương lịch với mức thưởng cao nhất là 192 triệu đồng, mức thấp nhất là 100.000 đồng. Đón đầu xu thế đô thị dịch chuyển ra các địa bàn vùng ven thủ đô Hà Nội, tòa chung cư cao cấp Church City thuộc khu đô thị Church Boulevard hay còn gọi là khu biệt thự cao cấp và nhà ở
Hải Long Trang trên địa bàn xã Cửu Cao, huyện Văn Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Viên Cửu Cao làm chủ đầu tư đang tạo ra điểm nhấn phát triển đô thị cho cả vùng. Chung cư cao cấp Just City nằm trong quần thể dự án có quy mô gần 3 hectare, tọa lạc tại vị trí cửa ngõ Hưng Yên đi vào thủ đô Hà Nội. Tại khu vực có nhiều đô thị lớn đã và đang hình thành của các chủ đầu tư lớn như EcoPark Vinhomes. Dự án khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang đáp ứng nhu cầu để ở, nhu cầu đầu tư cho khách hàng với hàng trăm căn biệt thự và nhà liền kề. Đặc biệt, điểm nhấn tại dự án này là tòa chung cư cao cấp Just City cao 21 tầng với các căn hộ được thiết kế theo phong cách Singapore, tối ưu về công năng sử dụng với đầy đủ tiện ích của một khu đô thị hiện đại như khuôn viên công cộng, nhà trẻ, cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi và khu rèn luyện thể thao cho cư dân. Các căn chung cư nhiều diện tích khác nhau như 54,5m², 58m², 61,5m², 66,5m², 69,5m² phù hợp cho mọi nhu cầu của cư dân. Dự án còn nằm trong vùng lõi trung tâm đô thị, thành phố Văn Giang trong tương lai với trung tâm hành chính, chính trị tập trung. Từ đây dễ dàng kết nối nội tỉnh và ngoại tỉnh với nhiều tuyến đường như vành đai 3,5, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường liên tỉnh Hưng Yên-Hà Nội, đường 179. Sau 2025 đến 2035 thì sẽ phấn đấu xây dựng Văn Giang đạt đến tiêu chuẩn loại 2, tức là giờ đang xây dựng để hoàn thiện loại 4. Và sau 2025 sẽ là loại 3 và hoàn thiện loại 3. Tiếp tới là 2035 và 2037 thì sẽ là hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại 2. Thế còn lại thì những cái tiêu chí khác để định hướng phát triển đô thị Văn Giang thì chúng tôi thực hiện theo định hướng của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương và các chuyên gia trong nước triển khai thực hiện đề án phát triển các sản phẩm du lịch Hưng Yên. Đây là một trong những đề án triển khai chi tiết về những tiềm năng, những tồn đọng và đưa ra định hướng phát triển mạnh mẽ du lịch Hưng Yên trong thời gian tới. Hưng Yên vốn là tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, là tỉnh có số di tích được xếp hạng quốc gia đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội và Bắc Ninh. Toàn tỉnh hiện có trên 1.800 di tích, trong đó một số di tích, cụm di tích đã thu hút được khách như cụm di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến ở thành phố Hưng Yên, cụm di tích Đa Hòa, Dạ Trạch, Hàm Tử, Bãi Sậy thuộc huyện Khoái Châu, cụm di tích Đền Đậu An, huyện Tiên Lữ. Hưng Yên cũng có hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú với 567 lễ hội truyền thống, có 5 di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia là nghệ thuật hát chống quân, lễ hội đền Tống Chân, huyện Phù Cử, lễ hội cầu mưa xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, lễ hội Đa Hòa và lễ hội Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Hưng Yên còn có 166 làng nghề thủ công truyền thống cùng nhiều đặc sản hấp dẫn như nhãn lồng, bún thang, gà đông tảo, ếch om phượng tường. Đây đều là những nguồn tài nguyên có giá trị cho phát triển du lịch. Tôi nghĩ là Hưng Yên có lợi thế tiềm năng về du lịch di sản, du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp. Và Hưng Yên có những cái di tích, những cái di sản hết sức điển hình như là Phú Hiến, như là cụm di tích gắn với lại Tứ Bất Tử, Chử Đồng Tử. Thì Hưng Yên nên xây dựng định vị cho mình cái sản phẩm du lịch gắn với lại hai cái điểm đó. Chúng ta phải có những câu chuyện kể thật là hay cho du khách để cho khiến cho người ta cảm thấy rằng là đến với Hưng Yên thực sự là rất là đáng những đồng tiền mà người ta bỏ ra để đi du lịch tại Hưng Yên. Để những cái sản phẩm có thể định vị được du lịch Hưng Yên trong thời gian tới thì theo tôi nghĩ thì đó là những cái sản phẩm mà nó sẽ gắn liền với những con sông, dòng sông của Hưng Yên, thì chúng ta cũng có thể phát triển những cái sản phẩm dựa trên những cái văn hóa Phố Hiến, văn hóa sông mà đã gắn liền bao nhiêu năm nay rồi. Ngoài đẩy mạnh phát triển tiềm năng du lịch tâm linh vốn có, thời gian vừa qua, Hưng Yên cũng đã chú trọng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu, điểm vui chơi, trải nghiệm có thể phục vụ khách tới tham quan và lưu trú. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm tới các làng nghề thủ công truyền thống và hệ thống các sản phẩm đặc sản của Hưng Yên để có thể phục vụ du khách. Sở Văn hóa và Du lịch cũng sẽ từng bước phối hợp các ngành đẩy mạnh tăng cường liên kết để quảng bá xúc tiến đối với các hoạt động du lịch của tỉnh, và cũng phải xác định là chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm du lịch mang tính chất đặc trưng. Với những cố gắng nỗ lực của ngành du lịch, hy vọng rằng trong tương lai không xa, du lịch Hưng Yên sẽ cất cánh và trở thành một điểm đến hấp dẫn trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Thị xã Mỹ Hào vừa có quyết định sáp nhập 6 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở thành trường tiểu học và trung học cơ sở. Theo đó, trường tiểu học, trung học cơ sở các xã Dương Quang, Ngọc Lâm và các phường Minh Đức, Bạch Sam, Phan Đình Phùng và Bần Liên Nhân thành trường tiểu học và trung học cơ sở. Đến nay trên địa bàn thị xã đã sáp nhập 18 trường thành 9 trường tiểu học và trung học cơ sở. Trước đó, thị xã đã sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hương Long thành trường liên cấp với tên gọi trường tiểu học và trung học cơ sở xã Long Hưng, hợp nhất trường mầm non thị trấn Bần Liên Nhân với trường mầm non Sơn Ca thành trường mầm non thị trấn Bần Liên Nhân. Đầu năm 2023, sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Dục. Việc sáp nhập nhằm tăng cường công tác quản lý, giảm đầu mối, tiết kiệm biên chế, tăng cường tập trung đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Việc tổ chức sáp nhập và hợp nhất được thị xã triển khai đúng trình tự, đảm bảo công khai, dân chủ, phù hợp với thực tế của địa phương, nên tạo được sự thống nhất, đoàn kết tại các đơn vị. Bên cạnh đó, thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và sự đồng thuận trong cán bộ công chức viên chức và người lao động và nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đồng thời ổn định tâm lý cho đội ngũ giáo viên yên tâm giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có những quy định về quản lý người có bệnh lý tâm thần trầm cảm tại địa phương, song công tác này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự phối hợp từ phía gia đình người bệnh. Chính vì vậy mà nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra mà hung thủ lại là người mắc bệnh tâm thần. Chăm sóc cho những người bệnh đặc biệt này cần sự nhận thức nghiêm túc về tình trạng bệnh và sự đồng hành sát sao của người thân trong gia đình. Những ngày qua, người dân ở thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của Trần Văn C và hai con gái. Theo người nhà cho biết, mấy tháng nay, C có biểu hiện của bệnh trầm cảm, nguyên nhân là do đổ vỡ trong hôn nhân. Vợ C đã bỏ nhà về nhà bố mẹ đẻ, để lại C và hai con gái. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, C bỏ nhà đi và mang theo hai con. Dù người nhà đã đi tìm nhiều lần nhưng không thấy và đến ngày 12 và 13 tháng 12 vừa qua thì người dân phát hiện ba thi thể bố con C trên sông Bắc Hưng Hải đoạn qua cầu Đừng, xã Thanh Long. Từ trước giờ em trai em vẫn đi làm, chỉ có mấy tháng nay là chuyện vợ chồng trục trặc, vợ chồng cái vợ thì bỏ về ngoại xong rồi nói chung là mấy tháng nay chán nghỉ việc ở nhà. 4 tháng thì là cháu nó cứ rộn người trong nhà thì bố mẹ thì cứ thấy ở nhà thì không đi đâu thì bố mẹ không nghĩ. Thế nhưng mà cháu nó bị trầm cảm nặng rồi, lúc bây giờ không thể cứu vãn được nữa thì dắt con đi thì là có mang cái gì đâu đi người không. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2023, tại nhà ông L, 85 tuổi, ở thôn Tại Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, có tiếng hô hoán. Khi người dân sang đến nơi, thấy ông L và vợ là bà H, 81 tuổi, bị thương tích nặng. Người dân lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bà H đã tử vong, còn ông L trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xác định nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Xuân P, là cháu ngoại của ông L và bà H. Qua xác minh, P là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị tâm thần kinh. Gia đình người ta giấu bệnh này, thứ hai là bản thân bệnh nhân này, người ta không nhận thức được cái hành vi của mình là đúng hay sai. Gia đình nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần hoặc là cơ sở y tế chuyên khoa để được thực hiện đầy đủ các cái chỉ định thăm khám. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh, hiện toàn tỉnh có khoảng 6.000 người bị bệnh tâm thần được quản lý tại cộng đồng. Trong số đó, có gần 5.000 bệnh nhân sử dụng thuốc được cấp hàng tháng tại địa phương. Hiện nay, nhận thức của người dân về bệnh tâm thần còn rất hạn chế, nên việc được người tâm thần sống cùng người thân trong gia đình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhưng do thiếu chế tài nên không thể buộc những người bệnh đặc biệt này phải đi chữa trị. Chính vì vậy, cần có những quy định cụ thể, quy định sau khi thăm khám đánh giá tình trạng bệnh của người tâm thần ở mức độ nào thì cần phải đi bệnh viện điều trị, tránh nguy hiểm cho cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.